Xin chào quý khán giả thân yêu của FPT Play. Chúng ta lại cùng trở lại với những diễn biến của cúp bóng đá 7 người vô địch toàn quốc Hyundai Cup 2021 với những diễn biến được truyền trực tiếp từ sân cỏ nhân tạo Đại học Nha Trang tỉnh Khánh Hòa. Và ở sân số 2 sẽ là trận đấu không thể bỏ qua giữa hai đội bóng đã dẫn đầu của HBL S8 năm 2020, FC Mobi và nhà vô địch của HBL S8 câu lạc bộ du lịch. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với đội hình ra sân của Mobi FC. Đứng trong khung gỗ của họ là thủ thành Hiếu Mèo, cùng với đó là các cầu thủ Trần Quang Vũ, Vũ Sa Vi, Nguyễn Xuân Tuyền, Tuyền Trầm, số 18 Nguyễn Thành Long, Long Toses, số 20 Trần Phú Nguyên, Nguyên Huda, cùng với đó là Nguyễn Huy Hoàng, Hoàng Treo và Đậu Đức Tú, Tú Hà Tĩnh. Và đây là đội hình xuất phát của FC Du lịch trong ngày hôm nay với thủ môn mang áo số 1 Lê Quang Huy, số 2 mang đội trưởng Đinh Công Hiếu, số 15 Phạm Văn Đức, cao thủ mang áo số 19 Nguyễn Tiến Đạt, số 20 Đinh Công Hảo, số 24 Nguyễn Văn Linh và số 28 là Nguyễn Văn Tùng. Và như vậy là tiếng còi bắt đầu trận đấu đã vang lên. Trong hiệp 1 này thì các cầu thủ Mobi FC trong trang phục áo trắng quần trắng sẽ bảo vệ phần sân phía bên phải màn hình của quý vị và các bạn. Du lịch FC chọn cho mình màu áo đỏ. Quả treo vào cho Xuân Tuyên. Cơ hội nguy hiểm đầu tiên dành cho đội bóng áo trắng. Và chính xác hơn, đó là tình huống đánh đầu của số 20 Phú Nguyên. Những cơ hội đầu tiên đang thuộc về phía Mobi FC. Tú Hà Tĩnh cũng đang đứng ở phía dưới và chuẩn bị sẽ có những bàn tiếp ứng. Long Toses, cú đá không khó với thủ thành Huy Mộ. Hai bên đều trực chờ những tình huống chuyển trạng thái như vậy. Và đặc biệt là phía Du lịch, họ sẽ có một quả đá biển. Người thực hiện sẽ vẫn là Linh Bách. Đánh đi! Trương Minh Đức là người tạo ra sự khác biệt với một cú đánh đầu hiểm hóc. Du lịch đã có được lợi thế trong cuộc đối đầu tâm điểm với Mobi. Sẽ là một tình thế rất phức tạp nếu như FC Mobi phải nhận thất bại ở trận đấu này. Một lần nữa chúng ta xem lại bàn thắng của Trương Minh Đức. Ở bên ngoài sân thì tôi cũng đã quan sát được cao thủ Mobi chuẩn bị có tình huống thay người đầu tiên. Pha qua người là của Xuân Tuyên, dứt điểm. Vẫn chưa qua được Huy Mổ. Và câu trả lời dành cho FC Du lịch. Đồng đội đang chờ đợi một đường chuyền. Rất tiếc đó là pha bóng sửa lưng. Tùng Tít hoàn toàn có thể đưa ra một cú đá ngay. Cú Sa Vi đường chuyền hay, không được. Cú đá nhanh đến từ Long Toses. Nhưng cái chân của Huy Mổ một lần nữa làm việc tích cực và cứu thua cho các cầu thủ Du lịch. Đây đã là pha cứu thua thứ tư từ đầu trận của Huy Mổ. Mobi đang muốn tăng tốc với những pha phối hợp nhanh. Quả đá là của Sơn Muller đi đúng vào vị trí của Huy Mộ, người cũng đã có khá nhiều pha cứu thua ấn tượng ở trong hiệp đầu tiên. Vẫn là Linh Bách. Khá tốt. Đức Thủy Lợi. Trả bóng lại cho Linh Bách. Ở phía trong thì Tung Tít đang chờ. Đã có can thiệp kịp thời đến từ Nguyên Huda. Chưa thể vụt ngay. Trả hay cây. Không vào. Vẫn là cao thủ Mobi. Tuấn Anh Junior thả đáy. Quá mạnh. Rất đáng tiếc khi đó là một tình huống nhấn dư lực đến từ Dương Hít. Cú đá là của Hiếu Hino. Thì Nghiêm Phạm sẽ phải nã vào lưới của đối phương phải tối thiểu tới 4 quả cách biệt. Đó là những nhận định đã được chuyên gia Hải Bạc, một lão làng của bóng đá sân 7 Hà Nội, đã có những phân tích về cơ hội của các đội tại bảng đấu này. Mạnh nhất. Tình huống đè mặt. Lỗi rồi, lỗi rồi. Không có một cầu thủ nào bên phía các cầu thủ Mobi, còn lại ở phía sau. Cú đá không thành công của Tuấn Anh Junior. Mạnh Nát đưa ra quyết định phải đá về. Tiếp tục là pha leo biên tuyệt vời. Đưa bóng vào. Xuất sắc Huy Mô. Quả đá biên dành cho FC Mobi. Người thực hiện là Tuấn Anh Junior. Treo vào. Đánh đi. Hai quả đánh đầu
đã quyết định được kết quả của trận đấu này. Sơn Buller đã trở thành người ghi được bàn thắng, một bàn thắng quý như vàng 10 dành cho các cầu thủ Mobi. Và như vậy là trận đại chiến HPL giữa thành phố Nha Trang đã khép lại với tỷ số hòa 1-1. Một trận đấu đúng là kịch tính đến những phút cuối cùng như những gì mà chúng ta đã từng chứng kiến trong những cuộc đụng độ trước đây giữa hai đội. Cảm ơn Mobi, cảm ơn Du Lịch, các bạn đã cống hiến một trận đấu tuyệt vời. Một trận đấu với thừa những kịch tính và đầy rẫy những tình huống đáng chú ý. Chúng ta vẫn sẽ ở lại với sân 2 để tiếp tục sẽ là một cuộc đối đầu tâm điểm khác trong buổi chiều ngày hôm nay. Cuộc đối đầu giữa ZB Sài Gòn và Hiệp Hòa Group. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.